Con gà, ruột hả? Con ruột hay gâu đó, con gâu bé đầu mai tới 6 mũi á. Mai 6 mũi luôn. Dạ, giờ bước chân cùng cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi đến Sóc Trăng để xem và chứng kiến cơn lốc xoáy hay còn gọi là dồi rồng đã đi qua và làm ảnh hưởng 40 căn nhà tại Sóc Trăng. Giờ đây em mời cô chú anh chị cùng với em đi đến nơi thảo sát nhé. Quá luôn cô chú anh chị ơi. Đây là những cái gốc mà chốc lên như thế này nè. Đúng ở trên cô chú anh chị. Đây là một cơn lốc xoáy lịch sử mà ở Sóc Trăng đang dính chịu cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị thấy cái cây gốc bung lên luôn. Cô chú anh chị, bên này thì cái bếp cũng bị sập luôn. Cô chú anh chị thấy rất là tội nghiệp, người dân ở đây đã hứng chịu cái cảnh thiên nhiên lốc xoáy như thế này. Cô chú anh chị bị cây ngã và trúng nơi người luôn cô chú anh chị. Giờ đây em mời cô chú anh chị cùng đến cái hộ này với em nha. Không có cao su gì để đậy hết nè. Chú anh chị thấy rất là tang thương ha. Bên kia thì xào quần áo trong cái chuồng nuôi á cô chú. Đây một đống đồ luôn. Hầu như tôm chú anh chị đã bay hết rồi. Trong rẫy trong liễu hết, còn chưa có tiền để lập tôm lại. Tôm này là tôm xi măng á cô chú anh chị. Và sau khi cơn lốc đi qua thì cây cối ngã như thế này cô chú anh chị, chốc róc bung róc và ngã xíu sông này. Cô chú anh chị thấy rất là nhiều luôn và hầu như là bà con ở nơi đây thiệt hại rất là nhiều. Và đây là một cái cây gì trái quá không, cô chú anh chị, như nói là cây bồng hay gì đó, là cây này là trái này ăn được cô chú anh chị, cũng ngã ngã chung với cây me luôn. Quá luôn của chú anh chị ơi. Đây là những cái gốc mà chốc lên như thế này nè, bung ở trên của chú anh chị. Đây là một cơn lốc xoáy lịch sử mà ở Sóc Trăng đang dính chịu của chú anh chị. Đây của chú anh chị thấy cái cây gốc bung lên luôn và chúng ta thấy là căn nhà này bị thiệt hại rất là nhiều và cây cối đang chắc đóng như thế này bên ngoài. Thì chúng ta đi vào bên trong để chúng ta xem cái hoàn cảnh của gia đình thì thiệt hại của chú anh chị. Bên kia thì cây ngã nè, cô chú anh chị thấy ngã xuống đó hết trơn à. Đây chúng ta đi vào bên trong ha cô chú anh chị. Bên cạnh đây là những miếng tôn nè, cũng được dỡ ra vậy nè cô chú anh chị. Rồi chúng ta đi vào bên trong ha để xem. Đây, căn nhà phía sau này là mất hết rồi. Con có thể kể lại cho tụi con biết cơn lốc nó xảy ra như thế nào không? Bị chạy vô nhà không dám dòm nữa. Từng nghe cái nó đi ra cái chạy vô cái nó gùm ben luôn, nó gãy tùm lum luôn thôi. Gãy luôn. Rồi lúc đó con làm gì? Vô trong nhà thằng nhỏ này nè, nó khóc quá trời, nó nói bà ngoại ơi con sợ quá, con sợ quá. Dạ, cái đó mình cũng phải sợ chứ. Dạ sợ, trời ơi hết hồn hết vía luôn. Ừ, cũng hơn là nhà trước cũng hơn bị ảnh hưởng nhiều. Nhà này cũng còn kiên cố, cũng đỡ. Dạ, cũng đỡ. Chỉ là cây, những cái cây nó sụp, cây to nó ngã. Nó ngã. Mấy cây bồng đó, cây gáo gì á cô, cái cây đó cũng lâu năm hả con? Cái gì? Cái bồng cái gáo. Cái cây mà có trái đó con. Cây quách đó. Cây quách gì đó. Cây quách đó người ta dầm nước đá ăn ngon lắm phải không cô ha? Cây đó cũng bao là lâu năm hả con? Lâu năm lắm rồi. Thấy gốc nó bị quá trời. Bên đây con thấy cây ngã quá trời luôn kìa. Trời ơi. Liệt địa hết trơn. Cây lâu năm nhiều. Cây lâu năm con bị nó cuồng quét đi hết trơn. Dạ, quét đi. Cây me nữa nè. Cây me. Sao con bị nó là con chứ gì? Quá trời luôn.
Ngã đây là... ngã liệt địa hết cô chú anh chị ơi. Quá tài luôn rồi. Quá trời, nó đẻ coi ra gãy hết cái giường cái gì gãy. Tủ lạnh tôi bể luôn hết. Tủ lạnh bể luôn hả cô? Bể luôn hả? Mấy ngày nó bể hết luôn. Dạ. Cái này là nó chớp nhón hả cô ha? Dạ. Lúc đó là cô ở nhà với ai? Ở với nhỏ cháu, nhỏ xíu đó. Ồ, hai bà cháu đấy hả? Ở có hai bà cháu hả? Lúc đó là cô cảm nghĩ như thế nào là mình khi sợ khủng khiếp đó, vô chạy vô nhà luôn à. Dạ. Không, nếu mà ở đây là đẻ chết luôn. Dạ. Nhờ chạy ra trước được trước. Dạ. Cái nhà sau mình cũng là lột tôn xi măng gì đó. Tôn xi măng nó gạch bể mà nát hết luôn. Được. Tôn xi măng nó nát hết. Dạ. Nát luôn. Tôn thiết cái này không? Lúc mà xảy ra là gia đình mình rút vô nhà là dạ. Trước đó. Có mình tôi với nhỏ cháu nhỏ xíu đó nãy với ở nhà còn mấy người kia. Mình đi làm cái gì nhỏ con? Này tôi nó đi làm ở ngoài chợ đi bán đi dịch lộn cho người ta đó, làm mướn cho người ta đó. Dạ. Mướn không vậy là cô đi chị đi sớm hả? Nó đi năm giờ mấy, 5:30 tôi đi rồi. Vừa cả, rồi sao giờ là tôi, tới tôi rồi đi hút chừng nửa tiếng mới bị. Rồi lúc đó mình nghe tin rồi mình trở về hay gì vậy chị? Nó không hay nữa. Không ai nói cho biết luôn, nghe người ta nói nghe sập nhà thằng em, tưởng ở nhà đâu có bị. Đang bán ở ngoài chợ đâu có bị đâu. Nhà nó bay. Người ta nói nhà chị ơi, nhà của thằng Hiếu nó tóc đi hết trơn nguyên căn rồi. Đâu có biết nhà mình bị đâu. Tính đâu là nhà của thằng em thôi hả? Nó tưởng nhà thằng em không à. Đâu có biết bên mình bị đâu. Về tới nhà nó banh hết trơn rồi. Đâu có biết. Đang bán đi làm cho người ta đó. Tháng. Dạ. Làm tháng cho người ta đó. Sáng sớm mình đi sớm rồi. 5:30 đây rồi. Đi. Lúc đó là Cân Lốc phải đi ngang đi. Đây làm khoảng mấy giờ hả cô? Cỡ 6 giờ. 6 giờ. Tôi đi là mưa râm râm rồi. Đây là đang kêu. Chắc là nó đó. Chắc là nó đi từ hướng bên đó qua không? Ừ, từ hướng bên đó, hướng qua, bên đó qua. Qua cái nó lốc rồi vô. Lốc nó xoáy từ bên đây qua bên kia dài hết luôn. Ừ. Lúc đó cô nghe ầm ầm không cô? Ầm hết hồn hết vía luôn, hai bà cháu chạy vô nhà trước. Dạ. Ôi, cái chị mà đi bán hộp dịch lộn á, chị chủ tôi đó. Thì nói thấy bay, tưởng chim bay, nó nói tưởng chim mà sao không giống chim. Cái tôn ở đây bay bay thì không giống máy bay sao, cái giống cái gì nó bay quá trời bay luôn. Bay giết rồi đâu ai biết, tôn nó cuốn lại nó bay á. Thấy nó bay tùm lum luôn mà không biết cái gì bay, tưởng máy bay thì không giống, mà chim cũng không giống chim. Dạ. Chị kể mà chợ tôi thì làm cho y đó, y đi ngang, y nói trời ơi cái gì mà bay quá trời luôn à. Chưa bay ra chợ luôn hả? Chưa từng thấy. Y đi ngang á, y đi chợ ngang á. Chạy đi, xe đi, ngang vậy nè. Trước đây là cô có từng thấy lốc xoáy như thế này ở đâu chưa cô? Chưa từng thấy mới lần này. Bao nhiêu tuổi? 70. Mới chưa thấy lần nào. Lần này là mới chứng kiến ha chưa? Mới chứng kiến lần này. Rồi bây giờ sau khi mà cơn lốc nó qua rồi cô còn nghĩ lại cô có sẵn thấy sợ không? Vô sợ muốn hết hồn thiệt, còn mới hồi đang xảy đó đang ấy lốc đó tôi muốn hết hồn hết vía luôn à. Có hai bà không, cháu ở nhà hai nữa, bà cháu ở nhà nó đâu không có ai đâu. Rồi nhỏ nó khóc quá trời, nó nói bà ngoại ơi con sợ quá con sợ quá. Bên gia đình cũng cái may là nhà trước kiên cố, nhưng mà nó đi không ngay hướng chứ, kiên cố mà dạ, nó đi ngay chỗ là ngay chỗ là hai bà cháu cũng đi hết à, đi hết luôn, nó đi hơi chịch hướng á. Giờ mình cố gắng dựng lại cái nhà sau. Dạ. Còn nhà trước để ở đó. Rồi bây giờ con chào cô, tôi ông, bên ông, chị ông mới mắc nữa. Cô chú anh chị thấy nơi đây rất là nhiều đồ hư nè cô chú anh chị. Bên này thì cái bếp cũng bị sập luôn à. Chú anh chị thấy rất là tội nghiệp, người dân ở đây đã hứng chịu cái cảnh thiên nhiên lốc xoáy như thế này cô chú anh chị. Căn nhà sau thì hầu như là không còn sử dụng được nữa. Thì bên đây thì cây nè cô chú anh chị ngã liệt địa hết ha. Cô chú anh chị xem xung quanh nơi đây thì những cái gốc me như thế này cũng được ngã như thế này cô chú anh chị, không còn sử dụng được nữa. Con chào cô ha, con đi vòng vòng nha cô. Rồi, cảm ơn. Dạ, bên kia thì bụi trúc đó cô chú anh chị, cũng được ngã luôn. Không có... rất là may là căn nhà này còn trụ được cô chú anh chị. Thì xung quanh thì cây cối ngã liệt địa hết. Căn nhà sau thì cũng được gỡ đi. Và bên đây thì những cái nhà gần đây cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì tổng thiệt hại ở nơi đây thì khoảng như là 40 căn hộ cô chú anh chị.
là chúng ta chưa tính đến cây và những cái trái như của chú anh chị. Đây, phía trước chúng ta thấy là cây đổ rất là nhiều. Qua đó được không anh? À, qua căn nhà bên kia để quay cho bà con xem. Đó, đây là cây ngã bích đường luôn của chú anh chị. Đó, anh em phải đi chui ngang những cái bụi gặm như thế này để đi quay cho cô chú anh chị xem. Đây, chúng ta sẽ chui ngang cái bụi này. Đi trước đi Khang. Để quay cận cảnh cho cô chú anh chị cũng được xem ha. Thì cây nơi đây ngã rất là nhiều luôn. Cô chú anh chị thấy một cảnh hoang tàn như thế này cô chú anh chị. Cái dừa nó gớt. Đây cô chú anh chị thấy qua bên cái hộ này thì càng tan thương hơn. Thì cây nó ngã như thế này cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy cây ngã liệt địa luôn ha. Và nghe nói hộ gia đình này cô chú anh chị là bị cây ngã và chúng nơi người luôn của chú anh chị. Giờ đây em mời cô chú anh chị cùng đến cái hộ này với em nhé. Nơi đây thì cây ngã, cô chú anh chị thấy là không còn cái đường nào để tả nữa cô chú anh chị. Ngã liệt địa luôn, từ cây lớn đến cây nhỏ luôn. Và cũng rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem những video lốc xoáy ở Sóc Trăng. Cô chú anh chị nhớ đăng ký và nhớ share để xem được vài video nữa của chúng em cập nhật cho cô chú anh chị xem. Rồi, cái đây thì vườn chuối nè cô chú anh chị. Vườn chuối cô chú anh chị thấy nó ngã liệt địa như thế này. Và ton nè. Ton thì nó gơi gớt đây nè cô chú anh chị. Gơi thiệt. Ton thiết, ton xi măng rồi nè. Hết biết rồi cô chú anh chị. Đây, chúng ta đi vào bên trong để xem tình hình như thế nào nha cô chú anh chị. Đó, toàn mà dắt lên cây chuối luôn kìa. Cần thiết. Chuối thì ngã liệt địa hết. Quan tàng. Một nơi bình yên gió lặng của người dân đang sinh sống ở đây. Mà lại có lốc xoáy như thế này khiến cho các hộ dân nơi đây là hoang mang và đang tìm cách để khắc phục lại cùng với chính quyền địa phương ở tại nơi đây của chú anh chị. Đây là căn nhà của cô đã sập hoàn toàn là của chú anh chị. Con chào cô. Trời ơi, nhà đây là sập hoàn toàn. Nhà này là sập hoàn toàn rồi. Không có ai nhà chứ hả? Ồ, cái nhà chủ nhà này đâu rồi cô? Rồi, đây miếng tôn nè cô chú anh chị. Đi Bình Dương rồi chắc chưa rồi. Đi luôn hả? Bỏ nhà đi. Bỏ nhà luôn rồi. Thấy cảnh này bỏ đi Bình Dương luôn rồi cô chú anh chị. Đây. Trời ơi, con nhà. Trời ơi. Tiêu tàn hết trơn rồi. Đây căn nhà là sập hoàn toàn của chú anh chị. Còn gì hết trơn. Người ta dẫn người ta đi Bình Dương đi làm luôn hết con. Mới đi 12 giờ. Đây là đống quần áo nè cô chú anh chị. Là hiện tại là đống quần áo này bỏ luôn, không có cao su gì để đậy hết nè. Chú anh chị thấy rất là tang thương ha. Bên kia thì xào quần áo trong cái chuồng nuôi á cô chú anh chị. Bên đây thì là quần áo nè, đang để một đống để mưa, để sương để gió luôn cô chú anh chị ơi. Đây chúng ta đi qua bên đây, đây là đống cây nè cô chú anh chị. Chúng ta đi lòn bên đây cô chú anh chị. Bên đây cũng có một cái căn nhà cũng bị sụp nữa cô chú anh chị. Đây một đống đồ luôn. Rồi cơm đèn á,
con cũng rút ra luôn à cô chú đi chị, không biết đem đi đâu hết trơn á. À cũng đi mình không thấy luôn. Không kia không có thấy luôn. Có nghĩa là đồ đạc trong nhà là bay đi hết luôn hả cô? Ừ. Giờ quần áo này mình sao có lấy lại nữa không? Giờ nó lấy lại á, lấy bây giờ giặt á để đâu không có. Bây giờ chưa có giặt nữa hả? Ừ. Ủa đóng gai đồ bên kia là của nhà bên kia hay là gì con? Ừ, con cháu à. Ủa con cháu. Vậy là hai đống đồ là hai nhà khác nhau. Nhỏ nó cũng tôi ở đó có ở đây ăn cơm chung ăn. Ở nhà cơm chung ở số gì luôn ha. Đây là cái này là cái dàn cây này là của nhà nào con? Nhà này nè. Đó nhà này gỡ ra hả? Rồi để đây. Tôn thiệt ơi, bên này tôn nhà này cơm nó cuốn bay. Cô cái người mà bị thương đó là sao với cô? Con ruột hả? Con ruột hay dâu đó con dâu. Bẻ đầu mai tới sau mũi á. Mai sau mũi luôn. Ừ. Là cái đó là tôn gớt hay sao cô? Ăn rồi hai vợ chồng nó ngủ ở đây nè, giường cao này nè. Dạ. Nó kêu cô kêu dùng cuốc sau ẩm nhỏ ở chạy qua kia rồi. Ừ. Có chút xíu à. Vậy là lúc mà y kêu cô ẩm đứa bé ra ngoài trước là chưa lúc chưa bị đè. Ờ rồi đè rồi. Đè rồi mà y còn kêu được hả? Ừ, kêu hay chồng đó làm sao không biết nó đè làm sao đó sưng cái này nè. Sưng dai luôn. Sưng. Ờ. Có gãy không con? Không gãy đâu. Vậy cũng đỡ ha. Ờ chụp hình không có gãy. Nó sưng. Vậy là mà mấy người bị thương cô? Hai người à. Rồi người kia bị gì cô? Người bị trên vai, người bị gì nữa? Bẻ đầu hay lưng nữa, hay giò nữa. Wow, là bị cột đè hả? Không có sao nữa, không biết sao nữa. Thấy bẻ đầu gì đó, không có xuồng, không có gì mưa nữa. Bữa người ta kêu lấy xuồng ra hay đẹp hương, ta dùng chở đi. À thư, chở đi đó. Ta xuống, ta đi không có được, nó cưng cái lưng hết. Vậy là, lúc đó là con sợ không? Sợ gì? Ôi, con thấy bây giờ đó, bữa nay biết uống nước đó. Bữa nay mới tỉnh lại. Ờ. Bữa nay đỡ hay lúc đó là cô có trốn ở đâu không? Trốn gì? Tôi chạy ra ôm thằng 3 tuổi đó đứng ở đó, thấy mưa lại bước vô cái thiệt đó xuống ở đây luôn đó. Ừ. Xuống sát bên mình luôn. Ờ hết hồn luôn. Được cái thao đó đội đầu. Đội thao. Ờ. Thường người ta nói là mưa sấm chớp là không được đội mấy cái đó đâu cô ạ. À. Đội gì thấy ào xuống ào không đội sợ trúng đầu nữa. Ừ. Cái trúng nhỏ nó ôm lại. Hai mươi cháu. Tôi ướt nhẹp hết trơn. Con thấy như là trên nóc nhà của mình như là đất chóc thôi à cô. Con thấy nè. Nóc nhà này nè. Nó bay ra bay tôn bay luôn phải không? Ừ, bay ra hết trơn rồi nè. Đây quý cô chú kể thì bây giờ mình vào trong cái nhà nó bị chắp ra đi nó cuốn hết trơn cô chú chị. Nè cái này cũng nó cuốn rồi nó chảy xuống cặp hết luôn bẻ hết cái bột này luôn nè. Ờ nó coi đó. Nhà kiên cố cái nhà này mà đi ngay cái lốc này. Ờ hay nhỏ 12 học lớp 12 đó. Nó đi ở là nhà mới đó đi ở nhà bà Cốc á. Đây là phía sau căn nhà cô chú anh chị đã được tóc đi hết và được biết thì cũng có hai người bị trọng thương trong cái vụ lốc xoáy này cô chú anh chị. Giờ đây thì em cũng lại căn nhà bị trọng thương để quay cho cô chú anh chị cũng được xem. Nơi đây thì tủ bàn ghế đâu nè đã được hư hết rồi. Phía trên thì chúng ta thấy là hầu như là tôn cô chú anh chị đã bay hết rồi. Trong lỏng trong lẻo hết rồi chưa có tiền để lập tôn lại. Tôn này là tôn xi măng đó cô chú anh chị. Đây còn trong phòng này cô chú anh chị, đồ đạc ngổn ngang hết ha. Ê, chúng ta vào bên trong để chúng ta xem cái nhà của cô là to lên phía trên này cô chú anh chị. Dạ. Mấy ở trên nó lại sắp hết trơn rồi chú vậy. Đây. Bay hết. Cái tủ hai cái giường ba coi ông hả? Là chồng của cô. Dạ. Căn nhà như thế này lỡ mưa bất tử rồi sao cô? Cô ở đâu? Hồi tối nay rồi đi ngủ nhà anh ta ngủ mà được. Bữa nay đang cột cái này rồi ngủ ở đây. Sao ngủ được? Tôn nó còn chưa chắc thì con. Chưa có gió nó gớm. Gió gớm. Còn thấy còn miếng kia nó cùng lên kìa. Đúng rồi.
Thôi đi ngủ nhờ lại đi cô. Đi. Không có đó con nói thiệt cô. Tối con ngủ với ai? Ừ nè. Thôi. Mình luôn hả? Không có được. Bỏ mấy đêm rồi. Chờ chờ. Cô mới về ở đây cái gì? Muốn ghè mọi bữa tối đi. Nè mấy mấy tối này mình qua bên kia mình ngủ đi cho có mấy tròn này tính phải... lấy giặt để lên nè. Giặt đó đó. Cô tính lấy giặt này để lên luôn á. Con thấy cái này nếu mà mưa là cô mưa ở đây nó cũng dột hả? Gió là nó tạt ướt cho cô ơi. Ướt hết á. Cái thứ hai là tròn này con thấy cái miếng đó mình đem lớn nè. Nó bị sút rồi đó nó không còn dính ở cái ti đâu à. Đó rồi miếng này nó cũng vết luôn nè. Căn nhà như thế này mà cô quyết định ở lại nè cô chú anh chị. Mình đi qua mình ở nhờ đi chắc ăn. Mình nào sửa xong mình ở nhà. Ở lỡ mưa bất tử thì không biết như thế nào luôn á cô chú anh chị. Tại lúc đó là cô còn đang sợ. Còn bây giờ mà cô ngủ ở đây là nguy hiểm lắm cô ạ. Cái này thiệt. Không ngủ được đâu cô. Thứ nhất là mưa lớn thế nào nè. Không cái tấm con này không có chắc được. Bây giờ là tấm muốn lên lên là gió mạnh là bay rớt nè. Cái dừa đó cậy cổ kêu ta lời cưa ta cũng lợi đó. Ôi ôi, đó nồi cơm không để nó không trời này. Không để được cơm luôn. Không để được cơm cho cô luôn. Đâu, mấy đi ơi, còn cái đất không á. Rồi sao nấu cơm ăn? Rồi chiều nay cô nấu cơm sao? Nấu lấy cái nồi đen đó nấu đó. Cái nồi đen này nấu luôn, nấu ra luôn hả cô? Nấu củi đó. Nấu củi. Trời ơi, cả nồi cơm cũng không chừa nữa. Nồi cơm cũng không chừa cho cô để cô nấu cơm ăn nữa cô chú anh chị. Lấy hết cô luôn rồi. Cô uống đi bên kia luôn. Sợ hết 100 gửi ngàn đó. Quần áo nè, đóng luôn nè. Đây là đóng quần áo nè cô chú anh chị. Nhà vậy mà cô quyết định là ngủ hòa tại nè cô chú. Nguy hiểm luôn. Cái này mà đứng bên ngoài nhìn vô là cứ nghĩ là cái nhà sẽ không có bị ảnh hưởng gì mấy. Khi mà bước vào bên trong. Đây cô chú anh chị xem bên hông nè. Là cây cối đồ là ngã liệt địa hết cô chú anh chị. Chúng ta bên ngoài nhìn vô thì giống như là một căn nhà mới hoàn toàn, không có gì xảy ra cô chú anh chị. Nhưng chúng ta đi qua bên trong thì chúng ta mới thấy là hiện tượng tôn bay và nhà bị hư hỏng rất là nhiều. Giờ đây thì chúng ta sẽ đi một đoạn nữa cô chú anh chị để xem cái cảnh quan nơi đây cô chú anh chị. Phía trước em là cây ngã rất là nhiều luôn nè. Thì cô chú anh chị thấy cây chuối rồi nè, ngã hầu như là liệt hết, không còn sử dụng được nữa cô chú anh chị. Bên trong là lúc trước đó là một cái căn nhà mà giờ đây đã trở thành một cái đống hoang tàn, và quần áo thì để ngổn ngang, không có sự sắp xếp, vì chủ nhà nghe nói là chủ nhà đã bỏ đi Bình Dương luôn rồi cô chú anh chị.